Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cập nhật thông tin về thời tiết ngày hôm nay cùng với biên tập viên Hương Liên. Xin chào chị Hương Liên. Sáng nay khi đi làm thì tôi thấy trời rất là giá buốt và lạnh cóng. Không biết là nhiệt độ thực tế thì đã giảm bao nhiêu độ rồi thưa chị? Vâng, Thái Trang, theo số liệu tôi vừa cập nhật thì nền nhiệt sáng nay ở Hà Nội đã giảm tới tận 10 độ so với hôm qua, xuống còn 13 độ C mà thôi. Trời rét đậm. Dự báo là trạng thái rét đậm này sẽ duy trì trong cả ngày hôm nay ở Hà Nội. Dù buổi chiều nhiệt độ có nhích lên nhưng mà cũng không quá 16 độ C. Đến tối và đêm thì nhiệt sẽ giảm trở lại. Cùng với Hà Nội, nhiều nơi khác của miền Bắc hôm nay cũng xảy ra rét đậm, vùng núi có rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 12 đến 18 độ C. Về đêm và sáng sớm thì nền nhiệt giảm xuống dưới 13 độ C. Vùng núi cao như là Đồng Văn, Sapa chỉ từ 5 đến 9 độ C, rét cóng. Trời chuyển rét đột ngột khiến sức đề kháng suy giảm, đặc biệt là trẻ nhỏ, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, rất dễ mắc cúm. Mà khi nhiệt độ thấp, virus cúm sẽ tồn tại lâu và lây lan nhanh hơn. Để phòng bệnh thì chúng ta nên vệ sinh tay trẻ thường xuyên bằng xà phòng, sát khuẩn. Mặc ấm cho trẻ, đặc biệt là vùng ngực, cổ, đầu, mặt khi cho trẻ ra ngoài. Đeo khẩu trang cho trẻ khi đến nơi đông người. Trái ngược với giá rét ở miền Bắc thì miền Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay lại nắng mạnh. Khu vực trung tâm phía Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức, nhiệt độ còn tăng lên mức nắng nóng là 35 độ C. Tham gia các hoạt động ngoài trời ngày cuối tuần, quý vị hãy lưu ý có biện pháp chống nắng. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.